Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế gì đây, tiếp tục với series đó chính là Huyền thoại Hải tặc đại chiến nha anh em ơi. Rồi thì hôm nay có cốt mới đấy anh em. Như có tận hai cốt mới phải, cốt dành cho dân VIP với cốt dành cho dân cày. Cho anh thì phải. Tôi vào xem trong này xem có cái gì. Và chúng ta sẽ vào trang này để nhận cốt ha. Huyền thoại Hải tặc, đây tôi sẽ copy vào đây, cốt này luôn. Ấn vào cái phần không phải thám hiểm nhé mà vào phần sự kiện nha anh em, kéo thẳng xuống dưới này, ở ưu đãi tôi sẽ kéo thẳng xuống dưới và đổi quà gift code ở đây đó, chúng ta được thêm một cái phần quà nho nhỏ 40 thùng bia tuyệt vời, thêm mấy cái này hôm tuần này ra tướng mới đấy anh em, vì thế là hãy tập trung không phải là không lấy được tướng đâu, có mấy cái hòm mở luôn, có ba cái hòm này dùng luôn, ít đồ khu tướng ngẫu nhiên nó cũng chẳng có để làm gì tác dụng gì cả. Ok, tôi còn cái gì nữa không, đang có sự kiện vượt ngục anh em ạ. Vượt ngục thì chưa chơi được, xúc sắc xúc sắc lắm đấy, tôi tận đến 320 mấy xúc sắc rồi, nhiều vãi cả đạn, tôi tích từ bao giờ xúc sắc này nhiều quá, mất tài nguyên chưa làm gì đã mất tài nguyên rồi, cái này sẽ kiếm thêm bia, tôi cần phải tiết kiệm bia anh em ạ, bia không biết có đủ không, còn có 74 này 58 này, còn lại khoảng đăng nhập thám hiểm One Piece rồi, thám hiểm One Piece chắc chịu rồi, thôi một tướng mới thì chúng ta phải đổi thôi anh em, cuối tuần lại phải cố gắng ấy thôi, hết sạch rồi không còn một cái gì đâu, 150 500 là tối đa được khoảng 200 anh em ạ, mà cũng chỉ có cái này thôi, vàng thuốc à, thuốc thục thì có cái gì không, chẳng có cái quái cả. Lễ hội trang bị shop kim cương, tôi cũng đã có 21.000 kim cương ở đây, khóa không biết sẽ đổi cái gì để kiếm đủ mấy trăm thùng bia đây, sắp ra tướng mới thì sắp ra tướng mới rồi. Ok, nâng cấp thành thạo thông thạo bộ Lily của chúng ta cũng hơi level hơi thấp nhỉ. Level thấp quá. Cửa hàng hình như nó bán chưa? Nó bán đại hải tặc chưa? Bán rồi anh em ơi. Vừa mới update vừa mới cập nhật luôn. Quyền tự chọn L1, quyền tự chọn L2. Mảnh bảo vật đỏ. Cái gì mua được hết thì cứ mua thôi anh em. Chẳng để làm chi, thật sự mảnh bảo vật vàng hai cái luôn. Được hai cái dành cho hệ nhanh nhẹn, bảo vật đỏ, đỏ đặc biệt lại nhanh nhẹn ạ. Cái tay của thằng Crocodile sự kiện tháng à? Tôi chưa đi sự kiện tháng luôn anh em, rồi nói chung là sự kiện tháng thì cứ phải mang những cái team này vào để đánh thôi. Có Luvinica không mang vào, bỏ ai đây, lâu lâu rồi, mấy tuần rồi không vào game này, tại vì game này thật ra nó cũng không có cái gì mấy ấy. Được phát được luôn ạ, ủy thác à. Ít nhất phải hai lần đấy, anh em nhỉ, tôi nghĩ tầm khoảng hai lần là đẹp, hai lần là chắc chắn là sẽ qua, đừng có tấn công, ủy thác anh em cho nhanh, ủy thác này cho nhanh này, thêm lần nữa ủy thác đủ 3 lần, ủy thác chắc là đủ 4 lần là đẹp, kiểu gì cũng qua, ủy thác đủ 5 6 lần gì đấy, tôi còn rất nhiều ống nhòm mà anh em chưa xong luôn, ủy thác có 10 lần luôn nhờn, chắc chắn là xong rồi, bạn đã có level này rồi anh em, tôi không thể nào đấy nữa. Ok, thêm 100 cái bảo vật đỏ kìa. Yeah, đỏ đỏ thường, đỏ thì không có cái gì gọi lấy cả,
mở hết ra cái này để lấy nguyên liệu để ghép thành cái đồ xịn sò hơn anh em. Có cái sự kiện gì nữa không? Sự kiện gì đang ở đây? Shop ải rơi ạ. Shop ải rơi này thì không ấy lắm. Truy nã chiến thần thú. Không có gì mới cả. Tôi gần như tôi bỏ gần một tuần với game này rồi đấy. Mày chơi lại thì nó cũng có vài thứ linh tinh. Điểm danh kiếm thêm game thôi. Thế đi làm tí nhiệm vụ để kiếm thêm cái điểm VIP rồi. Brock từ thời thời Napoleon nào đổi Belly á, đổi Belly nha, một đấy Belly chỉ cần đổi hai lần thôi là xong rồi, hoàn thành hai cái nhiệm vụ ở tổng bộ. Một nhiệm vụ tổng bộ, ủa nhiệm vụ 6 sao còn đống, nhiệm vụ 4 sao để lại nhé. Nhớ đâu tí mấy hôm nữa lại có nhiệm vụ thì đúng là nhọ nhem. Tặng 5 tim cho hảo hữu à, gửi và nhận nhanh này. Quay hai lần trong cái vòng quay. Một, tôi còn đủ có 16 vòng quay. Chụp luôn đấy. Đây. Ok, có 100k luôn. Hoàn hảo. Đó, rồi chúng ta sẽ tạo ba cái địa đồ mới trong cái tiệm đồ của chúng ta. Đã xong đồ mới. Thách đấu đấu trường 3 lần. Đấu được 3 lần thôi mà. Một lần. Cứ điểm yếu mà vã thôi anh em. Mạnh thì chịu, tôi không thể nào mà đấu được. Thêm một lần nữa. Đấy, như thế này là vừa tầm, thoải mái. Xong nha. Xong rồi thì tiếp tục là nhiệm vụ vẫn chưa xong. Nhiệm vụ vẫn còn thám hiểm hai lần. Nhiều phết nhỉ. Thám hiểm lần nữa. Và Belly càn quét hai lần. Chỉ cần một tháng thôi là xong rồi. Đấy, ok, xong rồi đây. Nhận thưởng, nhận thưởng. Okay, nhận thưởng xong rồi nhé anh em. Rồi thì chúng ta skill nhé. Xin chào lại anh em. Bye bye.